Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Yemen thoát chết trong vụ đánh bom, tin từ Sana'a. Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã thoát chết trong vụ đánh xe bom, làm ít nhất 7 người tử thương và 7 người bị thương. Nhân chứng cho biết, vụ tấn công diễn ra trong lúc đoàn xe thiếu tướng Muhammad Nasir Ahmad rời phủ thủ tướng sau một cuộc họp nội các. Chiếc xe chở nhân viên an ninh hoàn toàn bị phá hủy, nhưng bộ trưởng đi trên chiếc xe bọc sắt đã an toàn. Chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công đã xảy ra sau khi người lãnh đạo Al-Qaeda ở Yemen là ông Zayed Ansari bị tiêu diệt trong tuần trước. Al-Qaeda từng lên án Bộ trưởng Nasir Ahmad là người đã lãnh đạo chiến dịch đánh đuổi Al-Qaeda ra khỏi các thị trấn ở miền nam Yemen. Trong tuần này, Yemen đã ăn mừng chiến thắng tiêu diệt được Syria. Ông này là người bị Yemen, Saudi Arabia và Hoa Kỳ truy lùng, là một cựu tù nhân tại Guantanamo Bay. Ông Syria đã được trao trả cho Saudi Arabia trong năm 2007, nhưng sau đó đã trốn qua Yemen và có thể liên hệ trong vụ tấn công tòa đại sứ Hoa Kỳ vào năm 2008. Trong năm ngoái, Yemen tuyên bố đã bắn chết Syria, nhưng chỉ là tin tức sai lầm.